Huyện Đại Lộc tỉnh Quảng Nam được xem là một trong những vùng đất có vị trí quan trọng về kinh tế, xã hội cũng như mặt tập về hệ thống chùa chiền kể từ thời các vua chúa Nguyễn cho đến ngày nay. Những ngôi chùa ở đây có một bề dày lịch sử văn hóa qua hàng trăm năm, trở thành nơi chở che tâm linh cho bao thế hệ người dân sinh sống trong vùng. Trong đó có thể kể đến chùa Cổ Lâm, chùa Phước Định, Sa Đại Đồng. Chùa Làng Phổ Khánh, xã Đại An, Chùa Linh Sơn, xã Đại Nghĩa, Chùa Phổ Minh, xã Đại Hòa, Chùa bằng Thạch, Chùa Trúc Lâm, xã Đại Quang và Am Thông tại Bằng Am, xã Đại Hồng. hiện đại, đại lộc hiện nay à, về Phật giáo thì có 8 cái ngôi chùa cổ có niên đại à, lịch sử trên hàng trăm năm thì trong tám ngôi chùa có niên đại trên hàng trăm năm đó thì giáo hội đã bổ nhiệm trụ trì cho năm ngôi chùa dưới sự quản lý của giáo hội và năm ngôi chùa này thì hiện nay thì đã trùng tu xây dựng theo cái kiến trúc hiện đại thì trong năm ngôi chùa đó thì đã được uh, uh, Ủy ban dân tỉnh Công nhận uh, Hai ngôi chùa Là di tích lịch sử cấp tỉnh Thì đó là Tổ đình Cổ Lâm Và chùa Hoa Yên Thì trong tám ngôi chùa đó có một ngôi chùa làng uh, Đó là Chùa Phổ Khánh Xã Đại An đã Được xây dựng vào khoảng năm 1678 Thì uh, Có niên đại là trên Trên uh, 350 năm. Thì bên cạnh đó thì Phật giáo huyện Đền Lộc thì còn có hai ngôi chùa à, hiện nay chỉ còn lại là phế tích. Đó là chùa Bằng Trạch, xã Đại Quang, xây dựng vào trước khoảng trước năm 1849 và chùa Trúc Lâm, xã Đại Quang được xây dựng vào khoảng năm 1913. Tổ đình Cổ Lâm, tòa lạc tại thôn Hà Nha, xã đại đồng huyện đại lộc đây là một ngôi tổ đình lớn của dòng lâm tuế trúc thánh thuộc khu vực phía tây tỉnh quảng nam có niên đại ra đời khá sớm cùng thời với tổ đình trúc thánh tổ đình phước lâm tại thành phố hội an và là một ngôi chùa đẹp nổi tiếng của xứ quảng được nhiều người tìm đến vãn cảnh cầu nguyện theo tư liệu lịch sử chùa cổ lâm ngôi cổ tự này hiện diện tại xứ đại lộc từ lâu đời do Thiền Sư Lương Nhất Lễ Khai Sơn và ngày Viên Tịch vào Niên Hiệu Vĩnh Thịnh thứ 11 đời vua Lê Dụ Tông 1705-1720, thọ 80 tuổi. Kế tục truyền thừa có các vị Hòa Thượng Trí Quang, Hòa Thượng Hoàng Giáo, Triệu Trị Nguyên Niên, Hòa Thượng Thiền Định, Tức Thầy Tùng Sơn, Núi Bằng Am, Hòa Thượng Quảng Lao, Hòa Thượng Quảng Thành, Hòa Thượng Hoàng Cam Duy Tân Nguyên Niên. Năm 1945, Hòa Thượng Thích Đồng Phước kế nhiệm trụ trì tại ngôi Tô đình mới, xây dựng lại ngôi chánh điện, nhà tổ, nhà đông, nhà tây và cổng tam quan. Năm 1968, chùa chỉ còn là một đống gạch đổ nát, chỉ còn sót lại một vài tượng Phật bằng đồng. Năm 1885, chiến sĩ Trần Cao Vân từng xuất gia tu học với pháp danh Như Ý tại chùa Cổ Lâm theo văn bia đá trước chùa Cổ Lâm, còn ghi lại lịch sử trên bước đường hoạt động cách mạng của chiến sĩ yêu nước Trần Cao Vân, gắn liền với phong trào Duy Tân. Về lịch sử thành lập chùa Cổ Lâm thì rất là nhiều cái tư liệu để nói đến cái việc thành lập của ngôi cổ tự tổ đình Cổ Lâm nơi đất Đài Lộc quê hương. Có tư liệu nói rằng là do tổ thiệt thông Tức là đệ tử của tổ Minh Hải Đời thứ 35 Thành lập Và sau khi thành lập Ngài ở Ẩn Tu Lúc bây giờ là chỉ Ngài chỉ ở lên Để làm một cái cốc nhỏ Cái am nhỏ Để tu tập Sau khi tu tập đến Mãn Khóa Thì Ngài trở về Và sau này thì đến đời thứ 38 Là chỗ trường Lý Trí Quang Nơi chùa Phước Lâm Thành phố Hồ An lên để tiếp tục gọi như là tu tập trong nơi mà cái am mà tổ thiệt thông ngày xưa đã từng tu tập sau khi ngài tu tập xong thì ngài thành lập lên một cái cổ am tự am tự và về trở lại chùa phước lâm và giao cho sư đệ của mình tức là tổ quảng thành cũng là đời thứ 38 mươi lên để kế nghiệp và bắt đầu từ ngài quảng thành thì mới thành lập lên một cơ sở chùa vững chắc có đầy đủ chánh điện nhà tổ cũng như là đông Loan, tây lan sau tổ quảng thành thì đến tổ hoàng cam sau tổ hoàng cam là có rất là nhiều các vị tổ khác ví dụ như là tổ trừng định tức là Ngài thiền định hiện tại là đang khu tháp trên bàn ôm sau của đường ôm là có ngày huyền hóa và các tổ khác trong cái cùng đời của ngài và sau này kế nghiệm trụ trì thì có tổ đồng phước đó là, là là hòa thượng đồng phước sau tổ hòa thượng đồng phước thì đến chư hòa thượng như hòa thượng như tính và hòa thượng như thọ trong khoảng thời gian mà hòa thượng như tiến và hòa thượng như thọ tu tập và hành hóa đạo pháp trong thành phố hồ chí minh thì nơi bổn tự đai được giao cho thầy thích như lợi tức là sư đệ của hòa thượng thích như thọ để làm tri sự và nuôi dưỡng cái nơi cổ tự cho đến ngày hôm nay và từ năm 2006 thì chúng tôi đã về đây và tiếp tục thừa lại cái của Hòa thượng bổn sư, tức là Hòa thượng Thích Như Thọ để tiếp tục nối kết cái dòng phái Thiền Lâm Thế chấp Thánh tại Tô Đình Cô Lâm. Giai đoạn khoảng 1888 thì cũng có một cái sự kiện quan trọng nữa, đó là do ngài Trần Cô Văn nơi người chí sĩ tu tập ẩn mình nơi cửa thuyền để hoạt động cách mạng với phong trào duy Tăng và tại ngôi tổ đình này thì có một cái điểm đặc biệt nữa là có nơi phía tay phải có nơi thờ tự của bà Thiên Y Na tức là bà công chúa của chim thành ngày xưa. Sau ngày đất nước thống nhất mãi đến năm 1985, cổ Lâm Tự mới được trùng tu và được nhà nước công nhận là di tích lịch sử cấp tỉnh vào năm 2008. Năm 2010, Hòa thượng Thích Như Tín, trưởng môn phái Chúc Thánh Việt Nam và cố Hòa thượng Thích Như Thọ, trụ trì chùa Bửu Đà, thành phố Hồ Chí Minh, đứng ra vận động chư tăng đi, Phật tử thập phương đóng góp hơn 12 tỷ đồng trùng tu hoàn toàn ngôi chùa với kiến trúc đẹp mắt, giàu tính thẩm mỹ như ngày nay. Theo câu chuyện của thầy Tùng Sơn, chúng tôi rời tổ đình Cổ Lâm đến thăm chùa Hoa Yên, còn gọi là chùa Tịnh Đông Tây ở xã Đại Lãnh, huyện Đại Lộc. Theo các sự tịch liên quan cho biết, ban đầu chùa chỉ là Thảo Am Tự, được thành lập từ khoảng những năm 1648 đến năm 1687, tòa lạc tại Cây Gia, xứ Tâm Quan. Nơi đây là vùng trũng thấp thường bị ngập lụt vào mùa mưa. Vào thời vua Gia Long 1802-1819, chùa trùng tu lần thứ nhất và được đổi tên là Chí Đức Thiền Tự đến thời vua Nguyễn Phúc Ân Đăng, hiệu Kiến Phúc, năm 1883, chùa được dời về vị trí đầu làng thuộc thôn tỉnh Đông Tây, xa Đại Lãnh, và được vua Kiến Phúc ban sắc tứ đặt tên là Hoa Yên Tự và Thỉnh Thiền Sư người Trung Hoa đảm nhận trụ trì. Kế vị trụ trì có Hòa Thượng Thiền Định, tức Thầy Tùng Sơn, núi Bằng Am, Thầy Hoàng Nguyện, Thầy Tuệ Cự. Trong thời chiến tranh, có thời gian chùa sử dụng làm trường dạy học và được trùng tu vào những năm 1957, 1975, 1999. Chùa cũng được Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam xếp hạng di tích cấp tỉnh, thành phố vào năm 2009. Di tích cổ vật còn lưu giữ tại chùa có tượng Phật A Di Đà bằng gỗ mít, một xà cồ sơn đỏ chữ vàng, một trống dâm gỗ, một tấm hoành phi do vua Kiến Phúc ban sắc tứ Hoa Yên Tự. Năm 2012, giáo hội đã bổ nhiệm sư cô Thích Nữ Đồng Hậu, đảm nhận trụ trì để hướng dẫn Phật tử tu học, cũng như từng bước bảo tồn, trùng tu tại ngôi chùa Hoa Yên, trang nghiêm như ngày nay. Sau chặng đường gần 2 tiếng đồng hồ, chúng tôi cũng đã có mặt tại đỉnh Bằng Am ở dãy núi Đông Tây, có độ cao trung bình 750m so với mực nước biển. Dọc chân Bằng Am là tuyến xuyên Á quốc lộ 14B nối đường Hồ Chí Minh. Dường như đỉnh Bằng Am chưa hề bị can thiệp bởi bàn tay của con người nên vẫn giữ được vẻ đẹp nguyên thủy. Đời đây có những tảng đá khổng lồ được xếp chồng lên nhau, nhô ra, tạo nên hình thù kỳ quái, dân gian gọi là đá mặt quỷ. Bằng Am rộng khoảng 300 hecta, lưng dựa vào ba quả đồi nhỏ và bốn khe suối. Từ trên đỉnh Bằng Am có thể quan sát được nhiều cảnh đẹp thiên nhiên gần xa, với núi đồi nhấp nhô và mây trời bồng bền phủ lượng. Bên dưới là những cánh đồng làng mạc tỏa khoái lam chiều và dòng sông vu gia uốn lượn như một bức tranh thủy mặc. Trên đỉnh Bằng Am còn có một ngôi mộ của ẩn sĩ Tùng Sơn, tức Hòa Thượng Thiền Định Chùa Cổ Lâm, nằm ngay trước Chùa Am. Nơi đây còn có hang động nằm sâu trong lòng đất, vẫn còn lưu những dấu tích của những bức tượng Phật, lưu hương, hang đá Bằng Am từng là nơi ẩn cư của một chiến sĩ yêu nước thời Cần Vương với câu chuyện ly kỳ hấp dẫn. Ẩn sĩ ấy tên là Bùi Ngọc Châu, đào hiệu Thiền Định, sinh năm Kỷ Mão 1819, Triều Gia Long, quê làng Bác Vọng, Phủ Thừa Thiên. Làm quan thời vua Từ Đức, từng được cử theo phái bộ Nguyễn Thành Ý sang Pháp nghiên cứu công nghệ máy móc phương Tây. Khi về nước, ông đem hết tâm trí để canh tân và mở mang công nghệ cho đất nước. Pháp xâm lược nước ta, Triều Nguyễn du nhược nên ngài rủ áo tự quan, cất bước Nam Du qua đèo Hải Vân, rồi đến Đại Lộc, tá túc tại Tổ đình Cổ Lâm, xã Đại Đồng. Năm 1897, chùa Cổ Lâm bị đốt phá, ngài đến chùa Hoa Yên thôn tỉnh Đông Tây, xã Đại Lãnh để lánh nạn, sau đó tiếp tục rời chùa Hoa Yên ẩn tu tại vùng núi Hữu Trinh, Hòa Hữu, đuối bằng âm ngày đây. Tại đây ngày hành nghề y nấu thuốc luyện đơn chữa bệnh cho dân nghèo vùng chính xã sông con, cứu giúp kẻ cô thế nên được tôn vinh như bậc tiên thánh. Phải sau khi mà, mà thực dân pháp đã khống phát, khống phá, khống diệt sát và truy đuổi ngài Thiền định thì lúc đó ngài đã rời khỏi nơi tổ đình để lên tranh khu tranh tức là nơi chùa Hoa Yên. Ngài cũng đã tấu túc tại chùa Hoa Yên một tháng thời gian và vẫn tiếp tục bị thực dân Pháp để truy kích và đuổi bắt Ngài. Thì Ngài mới tiếp tục qua sông để lên trên bàn ôm và Ngài tiếp tục ẩn tu ở đó cho đến sau khi Ngài viên tịch. Ngài tịch vào tiết Trung Nguyên rằm tháng 7 năm Thành Thái khoảng 1900. Trong âm Thông hiện vẫn còn một bài kệ và một bài thơ thất ngôn bác cú tựa đề Cảnh Thế những câu chuyện về người ẩn sĩ trên núi Bằng Am vẫn còn lưu truyền trong chân gian. Dù là giai đoạn hay huyền tích thì cũng mang đậm tính nhân văn về vùng đất tâm linh Phật giáo. Xuống đỉnh Bằng Am, chúng tôi tiếp tục ghé thăm chùa Phước Định, thôn Phước Định, xã Đại Đồng, huyện Đại Lộc. Chùa Phước Định trước kia tòa lạc tại Châu An Định, Tổng Đại An Thượng, huyện Đại Lộc. Theo bia ký được khắc vào năm Duy Tân thứ 6, 1912, còn lưu giữ trên vách tường chùa Phước Định cho biết. Chùa vốn có từ trước, đến năm tự đức thứ 30, 1877 mới được tu sửa lần thứ nhất. Năm 1907, được các vị chức sắc trong châu An Định tu sửa lại chùa khang trang hơn. Trải qua nhiều lần trùng tu, chùa Phước Định vẫn còn bảo lưu nét đặc trưng độc đáo của một ngôi chùa làng cổ với chánh điện thờ Phật và chư vị Bồ Tát hai bên là tôn tượng tiêu diện hộ pháp, phía trước là tôn tượng Bồ Tát Quan Thế Âm, phía sau thờ chư vị tổ sư và chư hương linh. Hiện nay, chùa do Đại Đức thích nguyên tịnh làm trụ trì. Còn chùa Linh Sơn, xưa là chùa làng Bửu Sơn, nay thuộc xã Đại Nghĩa. Chùa được chư tộc Hào Lý thành lập dưới thời Triều Vua Lê Hiến Tông, niên hiệu Cảnh Hưng, năm thứ 41, 1780. Đến năm Từ Đức thứ 30, 1877, chùa được trùng tu và đổi tên thành chùa Linh Sơn. Trải qua thời gian chiến tranh, ngôi chùa bị đổ nát hoàn toàn. Năm 1977, chùa được chuyển về vị trí hiện nay tại thôn Đại Phú, xã Đại Nghĩa, cách vị trí cũ khoảng hơn 500 mét. Năm 1997, Thường tòa Thích Hành Thông vận động xây dựng lại ngôi chùa trang nghiêm như ngày nay. Hiện nay, chùa Linh Sơn do Đại Đức Thích Hành Toàn kế tục làm trụ trì. Tại chùa, hiện chỉ còn duy nhất pho tượng Phật Thích Ca ngồi kiết già, cao 110cm, là một trong những pho tượng cũ được lưu lại và một bia đá trắng còn khá nguyên vẹn. Bia được khắc vào năm tự đức thứ 30, 1877. Ghi công đức của viên chức trong châu Bửu Sơn cùng thập phương thiện tính cúng dường tiền để lo việc trùng tu, tôn tạo, lễ lượt và tạo mãi ruộng vườn cho chùa. Qua xã Đại Hòa, chúng tôi tiếp tục thăm chùa Phổ Minh. Theo bia văn hiện lưu lại cho biết, chùa được tu tạo xây dựng vào năm 1896 ở xã Thạch Bộ, nay là thôn Bắc Bộ, xã Đại Hòa, huyện Đại Lộc. Chùa được trùng tu nhiều lần. Vào năm 2009, Giáo hội bổ nhiệm Đại đức Thích Thánh Nhẫn đảm nhận trụ trì và đang tiếp tục trùng tu tại ngôi chùa. Hiện chùa còn lưu giữ bia đá Sa Thạch với nội dung ghi lại việc cúng tiền để trùng tu, xây dựng chùa vào năm thành thái thứ 8, 1896. Rời chùa Phổ Minh, chúng tôi về chùa Phổ Khánh thuộc xã Đại An. Đây là ngôi chùa làng cổ có tuổi vài trăm năm, là nét văn hóa cội nguồn tâm linh trong đời sống của người dân bản địa. Chùa Phổ Khánh, dân gian còn gọi là Chùa Lá hay Chùa Làng, có tuổi mấy trăm năm, nổi tiếng ở vùng Đại Lộc. Đây là một trong những ngôi chùa cổ được lập trong hành trình mở cõi về phương Nam, quy dân lập ấp của cha ông. Văn bia Chùa Phổ Khánh được khắc bằng chữ Hán lẫn chữ Nôm vào năm Vĩnh Trị thứ ba 1678, cho thấy chùa được xây dựng khá sớm so với những chùa được ghi chép trong Đại Nam Nhất Thông Chí. Về lịch sử hình thành và phát triển cái ngôi chùa Phổ Khánh này á thì nó có ngôi chùa này là có vào năm 1678 thì chiếu theo lịch âm thì coi như là năm Vĩnh Trị thứ ba đời vua Lê Hy Tông thì theo trong cái văn bia của à, hiện tại bây giờ có được à, đặt ở tại ngôi chùa này á, thì cũng có nêu rất là rõ là vì địa danh cũng như là cái năm thành lập của ngôi chùa này. chùa này nó gắn bó với nhân dân ở đã rất là lâu. Thì à, tuy nhiên thì trải qua cái thời cục thay đổi, thì nhờ quá trình thay đổi là trên 300 năm thì ngôi chùa này đến giờ phút này thì nó đã qua nhiều lần trùng tu cho nên nó là ngôi chùa bây giờ cũng đang xuống cách trầm trọng năm 1957 thì giai đoạn đó thì hưởng ứng cái phong trào chân Phật giáo trên khắp cả nước thì ở đây bà con mới thành lập ra một cái khuôn hậu chùa Lục Nghĩa để xây dựng một cái cái uh, niệm Phật đường một cái một cái chùa để mà có cái không gian rộng rãi để bà con nhân hoạt vì cái cái, cái 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 diện tích của cái ngôi chùa làng này nó quá nhỏ bé à. cho nên bây giờ hiện tại hiện tại bây giờ là trên cái uh, khuôn viên của chùa bây giờ là hai m năm mét vuông thì trong đây là có cái ngôi chùa lộc nghĩa và có cái ngôi chùa làng thì cũng mong uh, các cấp giáo hội cũng như là các cấp chính quyền quan tâm à, để mà hỗ trợ để mà có cái hướng để mà gìn giữ cũng như là phục à, hồi lại à, bảo trì lại để cái ngôi chùa phụ khánh này để là một cái dấu án cũng là một cái ngôi chùa lao nhất của tỉnh quảng nam ngoài văn bia bằng đá cổ cầu soát lại cổ tự phổ khánh cũng mang đậm dấu ấn của sự giao thoa tiếp biến văn hóa châm việt khuôn viên chùa còn có một số di tích gồm giếng châm bên trái chính điện có ngôi miếu thờ bà thờ ngũ hành tiên đương một vị thần nữ châm và kế đó có miếu âm linh ngôi miếu nhỏ thờ bà có cấu trúc theo kiểu vòm cuốn phổ biến ở thời nguyễn vào khoảng thế kỷ 19 đầu thế kỷ 20 trong lòng ngôi miếu có tượng thờ bà có lẽ chùa vừa thờ Phật, vừa thờ thần thánh, nên còn được dân làng gọi là chùa thánh. Theo chỉ dẫn của các vị bô lão trong vùng, chúng tôi đến thôn Phú Hương, xa Đại Quang, để tìm đến vị trí mà xưa kia, chùa Trúc Lâm Tọa Lạc. Đứng trên vị trí chùa xưa là một khu đồi thoai thoải, gò chùa, nhà cửa san sát, dân cư đông đúc. Vị trí của chùa Trúc Lâm được khẳng định chắc chắn ở gò chùa hay còn gọi là gò miếu. Bởi khi sơn lấp mặt bằng ở đây vào năm 1990, người ta đã phát hiện được tấm bia công đức cúng tiền xây dựng chùa Trúc Lâm năm từ đức thứ hai 1849. Hiện tấm bia này đang lưu giữ tại chùa Bàn Trạch Xưa, cách 1 km thuộc thôn Hòa Thạch, xã Đại Quang. Dấu tích còn sót lại, chùa Trúc Lâm về mặt kiến trúc là một bệ đá tảng hình tròn, loại đá tía chạm hình 8 cánh sen cách điệu với đường kính 59cm, cao 15cm, lỗ khoác chân trụ có đường kính 28cm. Ngoài ra, tại đây còn có cái giếng nước và ngôi mộ của một thầy ở trong chùa với tấm bia ghi Việt Nam Từ Lâm Tế Chánh Tông, Tâm Thập Cựu Thế Trần Lưu quần Bố chung Chi Linh Mộ, Mậu Túc Niên Kiến Nhật. Theo các vị cao niên trong làng, vào những năm 1950, chùa đã bắt đầu hoang tàn, chỉ còn một số tượng Phật, nhưng không ai nhan khói. Phật tử không còn sinh hoạt, dần dần chùa xuống cấp rồi đổ nát. Bấy giờ, một ngôi niệm Phật đường do khuôn hội Phú Hương thành lập, được xây dựng cách nền chùa Trúc Lâm cũ khoảng 20 mét, nhưng chỉ được một thời gian ngắn. Đến năm 1968, quân đội Mỹ đã trưng dụng vùng đất chùa làm cơ sở quân sự tượng phật cũng thất tán sau đó sau ngày thống nhất đất nước chính quyền địa phương cho sang ủi khuôn viên chùa trúc lâm và cấp đất cho dân dựng nhà định cư từ đó hình ảnh ngôi chùa không còn tồn tại trên mảnh đất phú hương cho đến ngày nay cũng trên địa bàn sở đại quang tại vùng đất giáp ranh giữa thôn đông lâm và thôn hòa thạch đã từng tồn tại ngôi cổ tự có tên bàn trạch so với chùa trúc lâm thì chùa bàn trạch vẫn còn duy trì nền móng rõ ràng diện tích khoảng 70 mét vuông và một số án thờ bằng xi măng được làm thời gian sau này. Bề tượng hình hoa sen và phần chân tượng Phật trong tư thế ngồi kiết già nằm trên án thờ và lư nhan vẫn còn. Qua dấu tích nền móng còn lại, gợi ý cho một lịch sử lâu đời là khá nhiều gạch thẻ thời Nguyễn đang vương vãi khắp nơi và hai tấm bia ghi công đức xây dựng chùa Bàn Trạch thời Duy Tân thứ Bảy 1913 vẫn còn khá rõ. Trong những ngôi chùa cổ có niên đại hàng trăm năm trên địa bàn huyện Đại Lộc thì có ngôi chùa Phổ Khánh thì là một trong những ngôi chùa lâu đời nhất thì có niên đại là trên 350 năm hiện hữu cho đến ngày hôm nay thì chùa Phổ Khánh ấy, thì hiện nay nó nằm trong cái khuôn viên chùa Lộc Nghĩa do giáo hội quản lý và chùa Lộc Nghĩa thì giáo hội bổ nhiệm đại đức thích An Hiệp mà làm trụ trì chùa Phổ Khánh thì trong tình trạng hiện nay là đã xuống cấp trầm trọng và có khả năng nó sập đổ lúc nào không hay thì chính vì cái 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 vấn đề đó thì giáo hội phật giáo Việt Nam huyện thì có cái kế hoạch là sẽ đứng ra vận động các vị bố lão trong làng và chính quyền địa phương xã tại để vận động các vị ấy sẽ trùng tu và xây dựng lại cái ngôi chùa Phổ Khánh này để giữ gìn cái 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 di tích liên quan đến Phật giáo huyện Đại Lộc nó có cái giá trị rất là lớn đối với Phật giáo của huyện nhà, thì có niên đại rất là lâu. thì cái việc này thì giáo hội sẽ nghiên cứu kỹ và sẽ có cái định hướng trong thời gian đến, thì sẽ triển khai một cách sớm nhất để bảo tồn cái di tích này. Thì và bên cạnh đó thì giáo hội cũng sẽ có cái chương trình là phục hồi lại hai cái ngôi chùa. À, hiện nay đã không còn hiện hữu chỉ còn lại phế tích đó là chùa Trúc Lâm và chùa Bằng Trạch trên địa bàn xã Đại Quang thì hai ngôi chùa này cũng có cái niên đại là trên 100 năm nhưng mà hiện nay thì đã không còn cái dấu tích nữa chỉ còn lại một số cái di tích để lại và còn lại cái nền đất cũ trải qua nhiều biến cố ngoài những ngôi cổ tự tại huyện Đại Lộc đã được trùng tu kiên cố vẫn còn những ngôi cổ tự hiện chỉ còn phế tích những hiện vật đã từng hoặc có thể đã từng thuộc về những ngôi chùa ngày xưa hiện đang nằm dài dầm mưa nắng hoặc đang vùi lấp trong đổ nát trong điều kiện có thể ngày nay chúng tôi mong rằng các cấp giáo hội các ngành chức năng chính quyền địa phương cần có phương án di dời và bảo quản bởi suy cho cùng dù không còn nguyên vẹn nhưng chúng vẫn là những hiện vật lịch sử là vật chứng của một nền văn minh ôm trong lòng những giá trị văn hóa nhất định